Và bây giờ Thanh Liên cũng như là Khánh Huyền xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với những thông tin cần thiết của chuyên mục Sống Khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, trong những khi mà thời tiết giao mùa như thế này thì có một điểm khó cho các bà nội trợ, đó chính là việc lên thực đơn mỗi ngày. Và sau đây sẽ là 5 siêu thực phẩm sẽ giúp cho quý vị và các bạn trau dồi sức khỏe của mình trong những ngày này. Đầu tiên đó là cải búp. Cải búp hay còn gọi là cải rổ, rất là giàu chất xơ, kali, vitamin A, vitamin C. Đặc biệt là cải búp là một loại rau có lượng canxi cao hơn những loại rau khác. Cải búp thì lại có hương vị nhẹ hơn những loại rau khác. Khi mà nấu lên thì mặc dù là lượng vitamin C có giảm đi nhưng mà lại tăng cái chất chống oxy hóa. Và thứ hai thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hành lá. So với lại hành tây hay là hẹ thì hành lá có một cái mùi thơm nhẹ nhàng hơn. Và chất chống oxy hóa được tìm thấy trong gia đình nhà hành hay là tỏi thì giúp chúng ta phòng chống ung thư. Chính vì vậy mà theo chúng tôi thì có lẽ hàng ngày trong những bữa cơm gia đình chúng ta nên thêm vào các món ăn hoặc là salad hoặc là canh vài muỗng canh hành lá thì sẽ rất là tốt. Hai loại rau tiếp theo đó là củ cải trắng và củ cải đỏ. Trong củ cải thì chứa rất là nhiều chất xơ, kali và vitamin C cũng như là chất chống oxy hóa. Lá củ cải thì cũng có thể chế biến thành nhiều món ngon và có chứa nhiều chất dinh dưỡng như là vitamin K, sắt và canxi. Và tiếp nối thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cây atiso. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ thì cây atiso là một trong 10 những cái thực phẩm, 10 loại rau mà có nhiều chất chống oxy hóa, có nhiều chất xơ và đặc biệt là các loại vitamin tốt cho sức khỏe như là vitamin C hay là vitamin K. Loại rau này thì có mức độ natri tự nhiên cao hơn so với mức trung bình, cho nên là khi nấu cây atiso thì chúng ta không nên cho thêm muối nữa. Hy vọng rằng là những chia sẻ vừa rồi của Thanh Điền và Khánh Huyền đã giúp cho các bà nội trợ đỡ căng thẳng hơn trong việc là chọn những loại rau củ trong những ngày giao mùa như thế này.